cuối cùng anh cũng chịu gặp em. Cô lại đến làm loạn à? Tôi đoán chưa bao giờ sai đâu. Bác sĩ đã kiểm tra rất kỹ rồi. Kết quả xét nghiệm của anh và con bé hoàn toàn tương thích. Con bé thật sự là con gái anh. Bác sĩ, lại là cái tên Cố Tu Viễn, nhân tình của cô đây à? Không phải mà. Đường Âm, cô làm tôi phát tẩm. Không, không phải như vậy đâu mà. Thẩm Nam Châu, thật sự không phải như vậy đâu. Thẩm Nam Châu, Thẩm Nam Châu, xin chào. Đường tiểu thư, tình trạng sức khỏe của con gái cô hiện vô cùng xấu, cô hãy mau chóng tới bệnh viện nhé. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Đường Âm, em không thể vào, Tiểu Nguyệt bị sao vậy? Việc ghép tủy của con bé không thể chậm trễ thêm nữa, hiện tại Tiểu Nguyệt chỉ còn nhiều nhất là 3 tháng. Mẹ, khi nào bố mới tới à? Tiểu Nguyệt ngoan, bố còn bận đi làm, một lát nữa bố sẽ tới. Ngay đến cả một đứa bé 4 tuổi. Mà cô cũng nỡ nói dối sao? Cô tới đây làm gì, đưa Tiểu Nguyệt đi. Không, kể từ ngày hôm nay, con bé sẽ là con gái của Tư Vân. Con nhìn máy bay giấy này, bay lên nào. Ồn ào quá đây. Em gấp máy bay giấy sao, bay cao. Thật cao nè. Tư Vân lợi hại thật đó. Ung thư gan, giai đoạn cuối. Thẩm tổng, hồi đầu tháng, Hạ tiểu thư đã phát hiện bản thân mắc ung thư gan, nhưng cô ấy không muốn tôi nói cho anh biết. Cô ấy sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, với tình trạng hiện tại của Hạ tiểu thư, thì cần liên hệ với người thân càng sớm càng tốt, để thực hiện cấy ghép nội tạng, kết hợp với hóa trị. Rồi sức khỏe sẽ dần ổn định, hiện tại các bác sĩ trong nước đã có thể thực hiện các ca phẫu thuật ghép nội tạng. Gan có thể tái tạo. Chỉ cần lấy một phần nhỏ của gan, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người hiến tạng. Họ vẫn sẽ sống khỏe mạnh như thường, chỉ có điều. Điều gì cơ, Hạ tiểu thư? Từ chối phẫu thuật. Cô ấy nói rằng, cô ấy vô cùng lo lắng cho chị gái, vì vậy cô ấy không muốn Đường tiểu thư phải hiến gan. Thẩm tổng, anh nhất định phải cứu Hạ tiểu thư. Cô ấy là người tốt. Chúng ta không thể làm ngơ, chúng tôi không muốn cô ấy ngỏm củ tỏi như vậy, mau đi tìm Đường Âm. Dù có phải làm gì đi chăng nữa, thì cũng phải ép buộc cô ta nằm vào bàn mổ. Cô có muốn tôi hiến tủy xương để cứu Tiểu Nguyệt không? Tôi muốn. Vậy hãy ký vào đây. Lấy tủy của tôi. Đổi lấy gan của cô. Sao nào? Cô sợ sao? Hạ Tư Vân nói cô ta bị ung thư gan. Là anh thật sự tin cô ta mắc ung thư gan sao? Nực cười. Sao cô lại nói vậy? Tôi nói tôi không có làm gì Hạ Tư Vân, anh không tin, tôi nói Tiểu Nguyệt là con của anh cũng không tin, tôi đã nói tôi không có ý định gài bẫy anh, thì anh càng không tin điều đó, Thẩm Nam Châu. Rốt cuộc anh có bị làm sao không vậy, tôi mới là vợ của anh. Vợ á? Có lẽ tôi phải làm rõ với cô một chuyện, làm sao để cô có được cái danh phận phu nhân nhà họ Thẩm, thả tôi ra. Anh mau thả tôi ra. Đường Âm. Cái kiểu giả vờ từ chối để gọi mời của cô. Thật sự rất đáng khinh. Thật ra trong lòng cô, đang vô cùng thích thú mà. Thả tôi ra, tôi xin anh hãy thả tôi ra. Tôi muốn xác nhận một chút. Chỉ cần tôi hiến gan cho Hạ Tư Vân, thì anh sẽ hiến tủy cho Tiểu Nguyệt. Đúng không? Cô bắt buộc phải hiến gan cho Tư Vân. Còn tôi,
có hiến tủy hay không? Còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi. Người nhà của Đường Âm có ở đây không? Bệnh nhân hiện đang sốt cao, hơn nữa thể chất của cô ấy rất kém. Tôi sợ nếu tiếp tục phẫu thuật thì sẽ mất máu rất nhiều, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bảo sao? Cô ta lại đồng ý một cách vui vẻ như vậy, hóa ra cô ta đã thông đồng trước với Cố Tu Viễn để lập giấy báo bệnh tật. Cứ tiếp tục phẫu thuật, tôi không tin, cô ta sẽ ngỏm củ tỏi ngay trên bàn mổ, nhưng, tôi nói hãy tiếp tục phẫu thuật. Thẩm Nam Châu, tao phải bem mày. Sao mày dám ký giấy đồng ý, để Đường Âm hiến 70% lá gan của cô ấy, mày muốn ám sát cô ấy đúng không? Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy, Đường Âm chỉ hiến 30% lá gan của mình thôi mà, Cố Tu Viễn. Anh là bác sĩ phẫu thuật chính của ca mổ này, nếu như anh không xuất hiện trong phòng phẫu thuật thì sẽ không có chuyện gì, đó chỉ là một tai nạn y tế. Nếu Đường Âm vừa mới ngỏm củ tỏi ngay trên bàn mổ thì đó mới là sai sót y khoa, Thẩm Nam Châu. Còn có cả Hạ Hồng Minh, mấy người đều là nguyên nhân khiến Đường Âm ra đi. Bác sĩ Cố, anh đừng ngậm máu phun người, Cố Tu Viễn. Những chuyện xấu xa của anh và Đường Âm, tôi đều biết rất rõ. Đừng hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi. Thẩm Nam Châu. Mẹ nghe bác sĩ nói, dưới sự kiểm soát của Cố Tu Viễn, Đường Âm chỉ hiến 30% lá gan. Nhà họ Hạ đã nuôi lớn cô ta như vậy. Vậy mà lại là nuôi ong tay áo. Năm đó, đáng lẽ chúng ta không nên đón cô ta về. Bố. Bố đừng nói Âm Âm như vậy mà. Chị ấy nguyện hiến gan cho con, đã là tốt lắm rồi. Mặc dù có ít hơn một chút, nhưng bố mẹ không được hờn trách chị ấy. Bác sĩ cũng đã nói rồi, trong trường hợp xấu nhất, ngay cả khi Đường Âm có hiến tạng nhiều hơn một chút thì cũng không thể đảm bảo con sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Nam Châu, cậu thấy như vậy có ổn không? Tư vân nhà chúng tôi đi theo cậu. Đã phải chịu biết bao thiệt thòi. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Để tư vân nghỉ ngơi sớm chút. Chúng ta mau đi thôi. Con nằm nghỉ đi nhé. Thẩm Nam Châu, trước đó anh đã hứa với tôi, anh sẽ hiến tủy cho Tiểu Nguyệt. Cô vẫn còn mặt mũi để nhắc tới chuyện đó sao? Chỉ vì cô và Cố Tu Viễn đã động tay động chân trong lúc phẫu thuật nên bây giờ Tư Vân vẫn chưa khá hơn. Tiểu Nguyệt chỉ còn 2 tháng nữa thôi, con bé đang chờ tủy của anh để được tiếp tục sống. Anh đã hứa với tôi rồi mà. Sức khỏe của Tư Vân hiện vẫn rất xấu, mọi chuyện đều là tại cô. Thẩm Nam Châu, tôi cầu xin anh, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn con gái mình đi chầu Diêm Vương. Cô biết rõ, Tiểu Nguyệt căn bản không phải con gái tôi mà. Tôi thực sự không có lừa anh. Chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN. Tiểu Nguyệt thực sự là con gái của anh. Nam Châu. Âm Âm nói chắc như đinh đóng cột như vậy. Xem ra đây là sự thật. Hay là anh hãy cứu Tiểu Nguyệt đi. Con bé vẫn còn quá nhỏ. Thẩm Nam Châu. Chẳng phải anh nghe lời cô ta nhất sao? Cô ta còn nói anh hãy cứu Tiểu Nguyệt. Anh có thể cứu con bé không? Hãy liên hệ với bệnh viện chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Chúng ta có thể trực tiếp phẫu thuật luôn. Bác sĩ Cố đã kiểm tra kỹ càng rồi. Mọi thứ đều phù hợp. Đường Âm. Tôi nói cô nghe này, nếu cô muốn cứu con gái mình, thì đừng đứng trước mặt tôi mà nhắc đến ba chữ Cố Tu Viễn. Dù sao đi chăng nữa, thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Bố tuyệt vời nhất trên đời, bố không hề sợ đau. Đợi tới khi có kết quả xét nghiệm, bố sẽ có thể hiến tủy cho Tiểu Nguyệt rồi. Tới lúc đó Tiểu Nguyệt nhà chúng ta sẽ sống khỏe mạnh như một đứa trẻ bình thường, có thể đến lớp mẫu giáo, có thể đi công viên giải trí, tuyệt cả là vời luôn mẹ ơi. Tiểu Nguyệt có thể đi học mẫu giáo rồi. Đã có kết quả kiểm tra. Khả năng tương thích tủy giữa con gái cô và ông Thẩm, nhanh quá trời, khi nào sẽ có lịch phẫu thuật, kết quả cho thấy Thẩm tổng không thể hiến tủy cho cô bé. Đã có kết quả kiểm tra. Khả năng tương thích tủy giữa con gái cô và ông Thẩm, nhanh quá, khi nào sẽ có thể phẫu thuật, kết quả cho thấy Thẩm tổng không thể hiến tủy cho cô bé. Cái này, làm sao có thể như vậy được, kết quả trước đó cho thấy tủy của Thẩm Nam Châu phù hợp mà. Con bé vẫn còn quá nhỏ, là Hạ Tư Vân. Là Hạ Tư Vân. Mẹ ơi, có phải chỉ vài ngày nữa, Tiểu Nguyệt sẽ không còn đau nữa phải không ạ? Hạ Tư Vân, sao trên đời lại có một con khốn như cô nhỉ? Cô phát điên phát dại cái gì? Chuyện giữa hai chúng ta không có liên quan tới Tiểu Nguyệt. Nếu muốn kiếm chuyện thì tới mà kiếm tôi. Sao cô có thể
bắt nạt một đứa trẻ vừa mới lên 4 như vậy, khi làm những trò đê tiện như vậy, cô không cảm thấy xấu hổ sao? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Âm âm, em thật sự không hiểu chị đang nói cái gì, cả ngày hôm nay em không bước chân ra khỏi cửa nửa bước, sao em có thể bắt nạt Tiểu Nguyệt được? Thẩm Nam Châu, anh đã hứa rằng, anh sẽ hiến tủy cho Tiểu Nguyệt, tôi không quan tâm kết quả như thế nào, chỉ cần anh đồng ý hiến tủy, hậu quả có bao nhiêu tôi gánh hết. Âm âm, chị đừng làm loạn nữa. Tủy ương thích hợp, thì không thể cấy ghép thành công. Nếu cố tình lấy tủy của Nam Châu, thì chỉ làm hại Tiểu Nguyệt mà thôi, chuyện cấp bách hiện tại là tìm bố ruột của Tiểu Nguyệt. Thẩm Nam Châu, chúng ta đã ký thỏa thuận, hoặc là anh hiến tủy cho Tiểu Nguyệt, hoặc là anh lấy gan của Hạ Tư Vân, trả lại cho tôi. Âm âm, nhưng bệnh viện không cho phép, những người có kết quả xét nghiệm không tương thích, tiến hành phẫu thuật, đúng không nào? Mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi. Tiểu Nguyệt chỉ sợ hãi quá mà thôi, con bé không có vấn đề gì, mọi thứ hiện đã ổn. Xin lỗi anh, em lại làm phiền anh rồi. Bây giờ chúng ta không thể đứng trong bệnh viện nói chuyện như vậy được, nơi này là một trong những tài sản thuộc nhà họ Thẩm, người của Thẩm Nam Châu ở khắp mọi nơi, hay là chúng ta đến nhà anh đi, anh đã liên lạc với các chuyên gia y tế nổi tiếng thế giới, mọi người đều rất quan tâm tới bệnh tình của Tiểu Nguyệt. Cũng thuận tiện cho việc điều trị, cảm ơn anh bác sĩ Cố. Nhưng đến nhà anh, chuyện này thật sự, Đường Âm, bây giờ không phải là lúc để nhìn trước ngó sau. Tiểu Nguyệt cần thay đổi môi trường điều trị. Hãy mau chóng sắp xếp cho cánh phóng viên phục sẵn ở bên ngoài. Hãy mau chóng sắp xếp cho cánh phóng viên phục sẵn ở bên ngoài. Bác sĩ Cố, xin hỏi việc anh dở trò trong phòng bệnh có phải sự thật không? Bác sĩ Cố, có phải hay không? Truyền thống y học của nhà họ Cố đã mai một, xin anh hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Bác sĩ Cố. Chú Minh, xin chú hãy nói với Thẩm Nam Châu, tôi đã biết sai rồi. Tôi đã đưa Tiểu Nguyệt về. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Anh ấy có thể buông tha cho nhà họ Cố không? Đường Tiểu Thư, hiện Thẩm Thiếu không muốn gặp cô, nếu cô đến để cầu xin sự trợ giúp, thì ít nhất cô cũng phải có thái độ van nài chân thành. Chú nói sao? Chú nói chân thành có nghĩa là sao? Tôi không có hiểu. Chú hãy nói cho tôi biết. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Thẩm Thiếu gia đã nhắc nhở chúng tôi rồi, nhất định không được để hai mẹ con cô bước nửa bước vào nhà họ Thẩm. Nhưng anh ấy lại không nói rằng, cô không thể quỳ lết vào bên trong. Thẩm Thiếu gia đã nhắc nhở chúng tôi, nhất định không được để hai mẹ con cô bước nửa bước vào nhà họ Thẩm. Nhưng anh ấy lại không nói rằng, cô không thể quỳ lết vào bên trong. Có phải chỉ cần tôi quỳ, thì anh ấy sẽ buông tha cho nhà họ Cố, sẽ cứu Tiểu Nguyệt? Đường Tiểu Thư, cô không có tư cách để mặc cả. Được thôi. Được thôi. Giả bệnh giả tật. Tôi đã quá hiểu cô rồi. Sức khỏe của Đường Tiểu Thư không có gì đáng lo ngại, cô ấy chỉ bị cảm một chút thôi, về việc nôn ra máu thì có lẽ đó là túi máu giả. Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm trò con bò ở đây, anh mau trả Tiểu Nguyệt lại cho tôi. Nếu cô vội đi gặp tên khốn đó như vậy, thì hãy để tôi khiến cô vui vẻ trước. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, nếu còn chậm trễ, tôi không dám đảm bảo rằng, khi tôi mang con gái trả lại cho cô, chân của con bé có thiếu cái nào không? Thẩm Nam Châu, bắt đầu đi. Muốn quá rồi còn giả vờ giả vịt. Khi cô leo lên giường của tôi, cô không nghĩ tới trường hợp này sao? Đưa cô ta xuống dưới hầm. Sau đó khóa chặt cửa lại. Vâng. Chó ở nhà cứ thích sủa bậy. Mấy anh dạy dỗ nó giúp tôi với nhé. Mắt nhìn người của Thẩm Tổng chuẩn thật đó. Nhìn em này mờ lem ghê. Không biết cái giá phải trả là bao nhiêu. Đúng vậy. Thẩm Tổng cho mọi người xin giá đi nào.
Nổ giá đi Thẩm tổng ơi. Ủa alo, đây chẳng phải Thẩm phu nhân sao, lẽ nào Thẩm tổng sắp phá sản? Nên mới ra ngoài bán vợ như vậy, nếu phó tổng thích thì tôi xin phép được tặng luôn. Nếu phó tổng thích thì tôi xin phép được tặng luôn. Được thế thì lại tốt quá, đang yên đang lành lại được Thẩm tổng tặng vợ. Một mình anh e rằng không phục vụ được cô ta đâu, thế thì anh cứ yên sở tâm, một chọi mười. Tôi còn không quan tâm. Hay là Thẩm tổng có vấn đề? Tiên sinh, phó tổng vừa mới đưa Đường tiểu thư rời khỏi quán bar rồi ạ. Mau tới bệnh viện, Thẩm tổng. Anh không muốn đi tìm Đường tiểu thư sao? Tình trạng của cô ấy như thế nào rồi? Sức khỏe của Hạ tiểu thư hiện không ổn lắm. Ngoài những vết thương thể chất, Hạ tiểu thư còn có vết thương tinh thần. Cách đây không lâu Hạ tiểu thư vừa thực hiện một ca phẫu thuật, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đề nghị bệnh nhân nhập viện để theo dõi. Nam Châu, anh đừng trách âm âm. Dù sao chị ấy cũng là chị gái của em. Nhưng cô ta đã hại em ra nông nỗi này, chỉ cần có anh bên cạnh, em không cảm thấy đau một chút nào. Em ngủ đi. Anh sẽ ở bên em mãi mãi. Một khi Đường âm rơi vào tay phó bách, thì cô ta sẽ sống không bằng chết. Chỉ cần qua ngày hôm nay, cô sẽ chính thức trở thành bà Thẩm. Đúng rồi. Phía bệnh viện đã lo liệu mọi việc ổn thỏa chưa? Cô không phải phờ lo. Đường âm, cô xứng đáng phải chịu đựng tất cả những thứ này. Mẹ cô đã cướp bố tôi đi. Cô cũng cướp Nam Châu của tôi đi. Cô đáng phải đi chầu Diêm Vương. Cái quái gì vậy? Đường âm, cô đã ngủ cùng Phó Bạch rồi sao? Tôi phải bem cô, anh hận tôi đến vậy sao? Tư Vân đã nói hết mọi chuyện rồi, tôi qua cô đã quay về Tĩnh Nguyên, chính cô đã dẫn Phó Bạch tới đó. Đúng, chính tôi đã tự mò tới trước cửa. Chính tôi đã chủ động ngủ với Phó Bạch, sao cô dám? Cô chán thở rồi à? Thẩm Nam Châu, chúng ta ly hôn đi. Xin anh hãy buông tha cho tôi. Không thể nào. Tôi tin rằng Phó Bạch không thèm động vào cô. Cô đừng có mà nằm mơ bắt con tưởng bỏ. Mẫu người lý tưởng của Phó Bạch. Mẫu người lý tưởng cái mẹ gì mỡ dâng miệng mèo tội gì không húp với tính cách của anh. Nếu không có một người như tôi cản lại, thì cũng ăn tạp như vậy thôi. Nhìn mặt anh kinh tởm lắm. Đồ bẩn thỉu. Đường âm, cô dơ bẩn thật đó. Tôi đi đây. Tôi đưa cô tới đây. Chỉ vì tôi ngứa mắt với cái thái độ của Thẩm Nam Châu, dù tôi không phải người tốt. Nhưng tôi không bao giờ ủng hộ hành vi xấu xa đó. Nếu cô không thể tiếp tục chịu đựng nhà họ Thẩm, thì có thể hợp tác với tôi. Hình như tôi vẫn chưa thể khiến cô thỏa mãn, nên cô mới không biết xấu hổ, mà đi tìm người đàn ông khác. Thẩm tổng, anh có muốn tôi thăm khám cho Đường tiểu thư không? Sắc mặt của cô ấy trông tệ quá. Thẩm tổng, không xong rồi, Hạ tiểu thư bỗng nhiên lăn đùng ra ngất trước cửa nhà, chẳng phải cô ấy đang ở viện sao? Hạ tiểu thư nghe mọi người đồn rằng, Đường tiểu thư đã quay về, lo lắng Đường tiểu thư gặp chuyện gì, nên cô ấy bất chấp mọi thứ mà chạy về. Nhưng vừa tới cửa, cô ấy đã ngất đi vì không đủ sức. Tình hình sức khỏe của Hạ tiểu thư hiện giờ, phải nói là rất tệ, lá gan của cô ấy không còn đủ sức để cung cấp cho nhu cầu thể chất của cô ấy, thế nên thường xuyên ngất xỉu là điều khó tránh. Sự ngất xỉu này chỉ là sự khởi đầu. Dựa trên kết quả kiểm tra của bệnh viện, Hạ tiểu thư đã xuất hiện triệu chứng của suy gan.
Vậy phải làm sao đây? Hiện nay ở các nước phát triển về y học, đã sáng chế ra một loại thuốc mới, có thể điều hòa gan nhanh hơn. Thế nhưng loại thuốc này chỉ mới được sáng chế. Tốt hơn hết vẫn nên tìm người thử thuốc. Có thể thử thuốc trên chính Hạ Tư Vân không? Với tình hình hiện tại của Hạ Tiểu Thư, thì hoàn hoàn không thể, bởi thuốc mới có thể gây ra vô số tác dụng phụ, tốt nhất là nên tìm một người có bệnh tình tương tự Hạ Tiểu Thư. Hoặc những người có cùng huyết thống, đây là cách tốt nhất để thử thuốc. Không có cách nào tốt hơn. Đừng vòng vo tam quốc nữa, nếu anh đã chọn được người, thì cứ nói thẳng đi. Người đó chính là Đường Tiểu Thư. Đường Âm. Đường Tiểu Thư và Hạ Tiểu Thư là chị em. Họ đã cùng nhau trải qua cùng một cuộc phẫu thuật ghép gan, nếu Đường Tiểu Thư thử thuốc thì sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Thật ra Thẩm Tổng không cần quá lo lắng. Khi nghiên cứu ra một loại thuốc mới, những bác sĩ sáng chế ra nó đã thử trên động vật và một số bệnh nhân. Kết quả cho thấy, loại thuốc này đem lại hiệu quả khá cao, chỉ có điều, Hạ Tiểu Thư là người anh yêu thương. Thế nên cần phải thận trọng là điều khó tránh. Nếu đã như vậy, thì hãy để Đường Âm thử thuốc trước đi. Sau đó mới để Tư Vân sử dụng. Không được. Làm sao tôi có thể nhờ Âm Âm thử thuốc cho tôi được? Chuyện này quá nguy hiểm. Lúc này sức khỏe của em là quan trọng nhất. Nếu loại thuốc này có tác dụng phụ thì sao? Nếu vậy thì Đường Âm có gặp nguy hiểm đến tính mạng không? Cô ta ngỏm củ tỏi càng tốt. Anh chỉ cần cứu được em thôi. Đường Âm, để tao xem lần này ai sẽ cứu mày. Tiểu Nguyệt. Có phải là Tiểu Nguyệt không? Đường Âm. Bác sĩ Lâm. Đã nghiên cứu ra một loại thuốc đặc trị bệnh gan, Nam Châu đã nói rồi. Anh ấy muốn cô thử thuốc giúp tôi. Đường Âm. Để tôi tiến cô lên đường. Bác sĩ Lâm. Đã nghiên cứu ra một loại thuốc đặc trị bệnh gan, anh ấy muốn cô thử thuốc giúp tôi. Để tôi tiến cô lên đường nhé. Không thể nào. Thẩm Nam Châu. Nghe nè. Cô ta ngỏm củ tỏi cũng được, chỉ cần cứu được em là được. Đường Tiểu Thư. Thẩm Tổng cùng Hạ Tiểu Thư đã ra ngoài rồi, hay là cô thử tới bệnh viện khám xem sao? Cảm ơn. Bác sĩ Cố. Trực giác của con người có chính xác không? Có phải em sắp ngỏm củ tỏi không? Bệnh tình của em nghiêm trọng lắm sao? Không có. Chỉ là em đang căng thẳng quá thôi. Em chỉ bị viêm nhẹ. Chỉ cần uống thuốc là ổn. Em muốn nghe những lời thật lòng. Em đã xem qua kết quả kiểm tra. Chỉ cần em đổi bác sĩ là có thể biết được tình trạng của mình mà. Tình trạng sức khỏe của em hiện khá tệ. Em đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Cô dám thông đồng với người hầu để bỏ chạy sao? Mang thứ này tới cho tôi xem để làm gì? Đó là tất cả những gì anh muốn, tin hay không thì tùy anh. Hiến quá nhiều gan. Dẫn đến việc gan phải làm việc quá tải. Thêm với việc phải tiếp nạp một lượng lớn, thuốc có hại cho gan. Gây suy gan. Mấy trò này cũ lắm rồi. Cô nghĩ tôi tin cô được không? Dĩ nhiên là không. Thẩm Nam Châu, làm sao có thể tin lời tôi nói, cho dù đến một ngày nào đó, tôi ngừng thở nằm trước mặt anh, thì anh vẫn có thể tặng cho tôi một cái tát, rồi nói tôi đang lừa anh có phải không? Thần Nam Châu, làm sao có thể tin lời tôi nói được, cho dù tôi có ngừng thở nằm trước mặt anh, thì anh vẫn có thể thẳng tay tặng tôi một cái tát, rồi nói tôi đang lừa anh. Đúng không? Nếu tôi có thể làm lại cuộc đời, thì tôi thà lang bạt trên phố, còn hơn phải về nhà họ Hạ. Tôi cũng sẽ không đồng ý gả cho một tên khốn như anh. Cô chán sống à? Năm đó, tôi đã cố tình đánh thuốc mê anh, buộc anh phải cưới tôi. Tôi cũng là người đã gọi Hạ Tư Vân tới đây, để cô ta chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Sau đó đẩy cô ta ngã xuống cầu thang khiến cô ta điên điên dại dại như bây giờ. Cũng chính là tôi, cố ý chỉ hiến 30% lá gan của mình, để sức khỏe của cô ta không khá khẩm hơn là bao. Tôi cũng đã làm giả kết quả xét nghiệm. Tất cả đều là tại tôi đó. Anh đã hài lòng chưa hả? Đường Âm. Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận mọi chuyện. Đúng rồi, tôi nhận hết. Tôi đã khiến Hạ Tư Vân ra nông nỗi này.
Nào, đưa tôi đi chầu trời đi. Con điên. Giết người mà cũng không dám, anh đúng là đồ bỏ đi. Thật đáng thương. Con bé chỉ mới 4 tuổi mà đã ngơ ngơ ngác ngác như vậy, đều tại con bé mải chơi quá. Nên mới rơi từ ban công xuống, não chịu tác động quá mạnh, nên giờ nhìn nó mới như một đứa ngốc. Trách ai bây giờ? Dù sao cũng không phải con của Thẩm Tổng. Tôi nghe nói, phu nhân đang bị nhốt trong kia đã ngoại tình với người đàn ông khác. Thế nên là... Mấy người nói sao? Tiểu Nguyệt của tôi sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra với con gái tôi? Thẩm Nam Châu, chúng ta đánh cược nhé. Nếu kết quả xét nghiệm tủy phù hợp, thì sau khi ca phẫu thuật thành công, anh hãy để mẹ con Đường Âm sang nước ngoài sinh sống. Nếu kết quả không phù hợp, thì tôi sẽ đích thân tới xin lỗi đóa bạch liên hoa kia. Năm đó tôi không nên. Bobo nói ra bí mật thầm kín đó. Anh đừng quên 3 năm trước, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ như thế nào. Tư Vân không phải loại người đó. Ủa alo, suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn chưa nhận ra à? Não anh có vấn đề không vậy? Anh cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu vậy trời? Đường Âm người đã sinh cho anh một cô nhóc đáng yêu, anh lại không cần. Vậy mà anh lại cố chấp bênh vực Hạ Tư Vân. Một đóa bạch liên hoa chẳng ra gì. Sếp, đã có kết quả kiểm tra. Đưa tôi xem làm gì? Đưa cho Thẩm Tổng kia kìa. Thẩm Tổng. Đường Tiểu Thư. Sau khi xem xét tình hình sức khỏe của con gái cô, chúng tôi thấy cô bé cần nhập viện ngay và luôn, để chuẩn bị hóa trị trước khi cấy ghép. Về phần chồng của cô, trước khi phẫu thuật cần thực hiện thêm một vài xét nghiệm khác, các bác sĩ khác sẽ sắp xếp sau. Được rồi, trước mắt cần phải làm thủ tục nhập viện. Anh hãy giúp tôi làm xét nghiệm ADN với Tiểu Nguyệt một lần nữa. Anh nói vậy là sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Chú Minh, mau điều tra cho tôi một chuyện. Khi tôi và Tiểu Nguyệt tiến hành xét nghiệm tủy xương, là ai đã động tay động chân tới phiếu xét nghiệm? Hơn nữa, kết quả xét nghiệm ADN năm đó. Tôi đã cử người đến bệnh viện Giang Thành, tôi đã cho điều tra camera giám sát, ngày xét nghiệm kết quả tương thích tủy. Bác sĩ Hạ đã đến phòng xét nghiệm, nói với y tá điều gì đó. Sau đó, bác sĩ Hạ lại tới phòng của Hạ Tiểu Thư. Sau khi anh ta rời đi, y tá làm việc trong phòng xét nghiệm đã đánh tráo kết quả. Mau gọi Hạ Bằng tới đây cho tôi. Vâng. Nhớ gọi thêm cả Tư Vân nữa. Nam Châu, em thực sự không biết chuyện gì. Bác sĩ Hạ là anh họ của em hoàn toàn trong sạch, anh họ em cũng không phải loại người như vậy, Thẩm Tổng. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, lúc đó khi tôi nói chuyện với y tá Vương, tôi chỉ nói việc kiểm tra này rất quan trọng, thế nên tôi muốn nhận được kết quả càng sớm càng tốt, ngoài ra tôi không nói gì khác. Y tá Vương đã đánh tráo kết quả, thật mất đạo đức nghề nghiệp. Cái này thì sao? Tư Vân là em họ của tôi, chúng tôi chỉ đang nói chuyện về chuyện gia đình mà thôi, như vậy cũng không được sao? Nam Châu. Đến em mà anh cũng nghi ngờ sao? Được. Em sẽ nói hết tất cả, ngày hôm đó bác sĩ Hạ đã tới tìm em. Để khoe chuyện anh ấy sẽ sớm được thăng chức, em mừng thay anh trai mình. Như vậy đã được chưa? Y tá Vương đã khai ra mọi chuyện, cô ta nói cô ta và Hạ Bằng là người yêu, thế nên Hạ Bằng đã nhờ cô ta đánh tráo kết quả. Chính Hạ Bằng là người đứng sau mọi chuyện, sau khi xong việc. Cô ấy đã nhận được một khoản kha khá, ngậm máu phun người. Làm bác sĩ biết bao năm qua, chưa bao giờ tôi bị sỉ nhục như lần này. Nếu anh cứ ép người quá đáng như vậy, tôi nguyện chết để minh oan. Anh họ, nếu không ai có thể làm chứng cho anh, em sẵn sàng đi chầu Diêm Vương cùng anh. Dù sao, bây giờ Nam Châu cũng không còn tin em không muốn sống nữa. Tư Vân, Thẩm Tổng, Hạ Tiểu Thư nhất định không làm ra những chuyện như vậy đâu. Hạ Tiểu Thư là người tốt, sao cô ấy có thể làm vậy được? Năm đó khi anh ngã xuống nước, chính Hạ Tiểu Thư đã dùng hết sức bình sinh để kéo anh lên, sao cô ấy có thể hại một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi? Tư Vân, những người lừa dối anh sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Nếu Tiểu Nguyệt thực sự là con gái mình thì sao? Thẩm Tổng, có chuyện gì? Tôi đang đau đầu lắm đây, Hạ Tiểu Thư đang mang thai. Em có thai rồi sao, Nam Châu? Anh không thích con của chúng mình sao? Anh còn chưa làm gì em mà. Nam Châu, nói đi. Ngày hôm đó, em thấy Âm Âm mềm như sợi bún, nằm trên giường của anh. Khi đó anh đã say ngoắc cần câu, em sợ Âm Âm sẽ tổn thương, em chỉ muốn tới đó kéo Âm Âm ra ngoài, kết quả anh đã
Em đau lắm. Em thật sự rất sợ. Lúc đó em thấy anh còn chưa tỉnh rượu, em chỉ muốn quay về bệnh viện. Thẩm tổng. Hạ tiểu thư vừa mới ra ngoài, anh đã ngất trên cành quất ở cửa. Những chuyện xảy ra sau đó, có lẽ anh là người biết rõ nhất. Nam Châu. Em biết anh không tin em. Nhưng con của chúng ta. Đứa bé vô tội. Em cầu xin anh. Thẩm tổng. Hiện đã có. Kết quả xét nghiệm ADN của anh và Tiểu Nguyệt. Nam Châu. Kỹ năng diễn xuất của Hạ tiểu thư đỉnh thật đấy. Không biết. Sau khi Thẩm tổng thấy những bức ảnh này, Hạ tiểu thư còn sống ổn không? Anh muốn gì? Thẩm Nam Châu có một bản sao, kế hoạch hợp tác của tập đoàn Mục Thị. Tôi muốn cô ăn trộm nó cho tôi. Anh muốn tôi giúp anh, làm chuyện phi pháp đó sao? Hạ Tư Vân. Cô không có quyền lựa chọn. Sao có thể như vậy được, đây chắc chắn không phải là chính xác. Những gì anh mang đi xét nghiệm, căn bản không phải là tóc của anh và Tiểu Nguyệt. Anh đã biết chuyện Hạ Tư Vân đang mang thai đứa con của anh, nhưng không nhất thiết phải làm tổn thương đường âm như vậy đâu. Tiểu Nguyệt không có quan hệ huyết thống với tôi. Đúng chưa? Những gì anh đã làm, bản thân anh còn không rõ sao? Đường âm. Đường âm. Mau đi in thêm một bản sao. Sau đó đưa Tư Vân về nhà. Không cần phải điều tra bác sĩ Hạ nữa. Thẩm Nam Châu, anh nhất định sẽ hối hận. Cô tự mình nhìn. Đường âm, từ nay về sau cô đừng có mở miệng ra kêu bản thân oan ức nữa. Đây chính là tất cả bằng chứng, đích thân tôi làm xét nghiệm này. Cô biết thế nào là gậy ông đập lưng ông không? Vậy mà cô nói cô không bao giờ nói dối. Tôi không biết tại sao kết quả lại thành ra như vậy. Nhưng tôi đã nói hết những gì cần nói. Tôi không còn gì để giải thích, bây giờ cô không thể biện minh cho lời nói dối của mình nữa đúng không? Bằng chứng đã bày ra trước mắt, còn gì để mà cãi nữa? Xin chia buồn với anh. Bệnh nhân bị bỏng nặng toàn thân. Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Là em đã hại Tiểu Nguyệt. Nếu cuộc đời này được trả giá điều đó, anh tha thứ cho em được không? Chuyện đã thành ra như vậy rồi. Hơn nữa. Khi đó em cũng rất bối rối. Em muốn tìm Âm Âm để nói lời xin lỗi. Nếu như Âm Âm muốn, em nguyện đi chầu Diêm Vương để đền tội. Hiện Đường Âm vẫn chưa biết chuyện. Em đừng nói với cô ấy vội. Hãy đợi tới khi nào có cơ hội thích hợp. Thẩm Nam Châu. Đáng lẽ ra tôi phải rất hạnh phúc. Nếu trước đây anh đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất vui. Trước đây trong mắt tôi anh là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, tôi không biết tại sao. Ngày đầu tiên gặp em khi trở về Trung Quốc, đôi mắt của em nhìn chặt vào tôi. Anh có nhớ không? Khi tôi 13 tuổi, anh đã cứu tôi. Năm đó, họ bỏ tôi trên núi. Khi tôi nằm trên vách đá và chờ chết. Anh đã đến và cứu tôi. Em thích anh. Không vì điều gì. Chỉ vì anh cứu tôi vào ngày hôm đó. Tôi chưa bao giờ được cảm thấy hơi ấm áp. Có lẽ anh đã quên chuyện đó. Nhưng tôi vẫn ghi nhớ công ơn của anh. Sao cô lại nhận ra tôi vậy? Nhà họ Hạ đón tôi khi tôi 13 tuổi. Thẩm gia và Hạ gia vô cùng thân thiết. Khi đó tôi đã nhìn thấy bóng lưng anh. Hơn nữa, ngày anh cứu tôi, cổ tay trái của anh đã bị rách. Lúc đó tôi không nghĩ rằng ân nhân của tôi sẽ thay đổi như vậy. Mọi người sẽ thay đổi. Mau giúp tôi điều tra người năm đó. Mau giúp tôi điều tra người năm đó. Cứu Đường Âm là ai? Người Đường tiểu thư nhắc tới rất có thể là Phó Bạch.
Năm đó mẹ Phó Bạch đã tái hôn với lão gia, Phó Bạch cũng chuyển tới nhà họ Thẩm về. Năm Đường tiểu thư 13 tuổi, Thẩm gia đã xảy ra một trận hỏa hoạn. Mẹ Phó Bạch cũng đã ngỏm củ tỏi. Cuối cùng Phó Bạch được nhà họ Phó đón. Đường Âm, cô sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Thẩm tổng, không xong rồi, Hạ tiểu thư hiện ăn không ngon ngủ không yên. Cô ấy muốn được về nhà hãy chiều theo ý Tư Vân. Đúng rồi, hãy đưa cả Đường Âm về. Đường tiểu thư, cô thật sự không định nói chuyện này với Thẩm tổng sao? Ung thư gan giai đoạn cuối nhanh ngỏm củ tỏi lắm. Gần đây công việc của chồng tôi rất bận, tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói. Bác sĩ không phải lo. Hạ Tư Vân. Cô đang lấy trộm cái gì đó? Mấy người đang làm gì vậy? Em vừa tới tìm anh. Thì thấy Âm Âm bước ra từ thư phòng. Em thấy cô ấy. Có cầm theo một tập tài liệu nên muốn kiểm tra một chút. Có đúng là như vậy không? Tôi vừa mới tới thì anh cũng tới. Anh không thấy cả hai chúng ta đều đứng ngoài cửa sao? Mà còn hỏi. Em biết do em đã hại Tiểu Nguyệt. Phải đi chầu trời nên Âm Âm mới hận em như vậy. Im miệng. Cô nói cái gì cơ, Tiểu Nguyệt vẫn còn sống mà. Con bé đã đi chầu Diêm Vương đâu? Con bé vừa mới được làm phẫu thuật ghép tủy mà. Cô đang nói gì vậy? Âm Âm. Em hãy cứ bình tĩnh. Em phải nghe anh giải thích. Tôi muốn gặp mặt Tiểu Nguyệt ngay và luôn. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật thay tủy, Tiểu Nguyệt đã đi nước ngoài dưỡng thương rồi, con bé vẫn sống rất tốt. Hẹn gặp em hôm khác. Được rồi, đừng nói dối tôi nữa, Thẩm Nam Châu. Bây giờ tôi phải gặp Tiểu Nguyệt bây giờ, Nam Châu. Tôi hiểu lỗi đau làm mẹ. Hãy để tôi chuộc lỗi. Hãy để tôi chuộc lỗi. Hãy để tôi chết đi, đủ rồi. Câm miệng. Dừng lại. Đường Âm, cô đừng như vậy nữa mà. Tôi muốn tới bệnh viện tìm Tiểu Nguyệt. Con bé chắc chắn vẫn sống tốt trong bệnh viện. Tiểu Nguyệt. Thi thể của Tiểu Nguyệt vẫn được giữ đông trong phòng tang lễ, chờ tới ngày hỏa táng. Hãy đưa Tiểu Nguyệt về với đất mẹ càng sớm càng tốt, nhưng cũng nên để Đường Âm nhìn thấy con bé lần cuối. Việc hỏa táng thì cứ từ từ. Cảnh sát nói sao về việc của Tư Vân? Tôi đã cung cấp cho phía cảnh sát báo cáo chẩn đoán tâm thần của Hạ tiểu thư. Cảnh sát cũng đã có kết luận. Ngày xảy ra chuyện, Hạ tiểu thư đã lái xe rời khỏi đó trong trạng thái tinh thần không được ổn định. Đó chỉ là một tai nạn. Vì Hạ tiểu thư mắc chứng tâm thần nên cảnh sát cũng sẽ không truy cứu đến cùng. Tôi sẽ quay về nhà cũ một chuyến. Chú hãy ở lại đây trông chừng. Hạ tiểu thư, cô không thể vào đây. Chú Minh, tôi chỉ muốn tới xin lỗi Âm Âm. Tiểu Nguyệt không còn nữa. Tôi nhất định phải xin lỗi Âm Âm. Nếu không tôi cảm thấy có lỗi lắm. Hạ tiểu thư, thế này nhé. Tôi nghĩ cô nên hiểu rõ rằng, cô đang ở chỗ Đường tiểu thư, nên cô không thể tự làm theo ý mình. Nam Châu chỉ nói rằng, không được để Đường Âm ra ngoài. Anh ấy đâu có nói tôi không được phép vào đó. Đúng không nào? Đường Âm. Đừng qua đây, Đường Âm. Chuyện của Tiểu Nguyệt, tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Cô vẫn còn tương lai dài ở phía trước. Cô cũng cần chôn cất Tiểu Nguyệt, Thẩm Nam Châu, bởi vì anh mà Tiểu Nguyệt mới ra nông nỗi này. Hôm nay, tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu. Hai chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa. Đường Âm, đừng. Bác sĩ, tình hình của con gái tôi như thế nào rồi? Đứa trẻ trong bụng Hạ tiểu thư, chúng tôi không thể giữ lại được. Hơn nữa, đôi chân của cô ấy chỉ còn cách cắt cụt mà thôi. Không được đâu. Tư Vân nhà chúng tôi học khiêu vũ, nếu phải cắt cụt đôi chân thì chẳng khác nào cắt đứt mạng sống của con bé. Tư Vân, con gái yêu của tôi, Tư Vân.
Rốt cuộc là ai? Là ai đã hại Tư Vân gia nông nỗi này? Tôi muốn cô ta phải đền mạng. Cô khát nước à? Chỉ là một ly nước thôi mà, có gì mà nhìn mãi thế, tôi đang nói chuyện với cô đó. Tôi cũng khát, cô rót ly khác đi. Cô đã cho gì vào nước vậy? Mau lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Vào bếp xem, Đường Âm đã cho cái quái gì vào nước vậy? Giỏi lắm. Bây giờ cô còn dám đầu độc tôi cơ à? Thẩm tổng, Đường tiểu thư đã cho thuốc tẩy vào nước. Hơn nữa, sau khi khám xét phòng ngủ của Đường tiểu thư, chúng tôi phát hiện một lượng lớn thuốc giảm đau, trong thùng rác có rất nhiều giấy ăn dính máu, lại bày trò để dắt mũi tôi. Mau đưa cô ta ra ngoài, nhìn thấy mặt cô ta là tôi lại thấy khó chịu. Tôi đói rồi. Hãy đi mua giúp tôi cốc cháo, nhưng thẩm tổng đã dặn dò rằng, nhà ăn của bệnh viện ở ngay kia thôi, cô vẫn còn lo tôi sẽ co giò bỏ chạy sao, được rồi, đợi tôi một lát. Đường Âm. Tôi lại cứu cô nữa rồi. Anh tới đây làm gì? Tôi có chuyện muốn hỏi cô, chỉ với một chiếc kéo. Mà cô định đi xuống suối vàng sao? Liên quan gì tới anh? Sao anh lại tự ý ném đồ của tôi như vậy? Chỉ là một cây kéo thôi mà. Cô có dùng nó cắt cổ tay cả chục lần, thì cũng không ngỏm củ tỏi được đâu. Căng lắm là mất quá nhiều máu thôi. Cuối cùng cô cũng sẽ được cứu. Cô không thấy bản thân đang làm chuyện thừa thãi sao? Cô không thấy. Lần trước Hạ Tư Vân rơi từ tầng 5 xuống còn không ngỏm sao? Có một số người. Làm thế nào cũng không ngỏm củ tỏi được. Hai chuyện này không có liên quan tới nhau. Được rồi. Tôi sẽ trả giao cho cô. Để cô thử sức một lần nữa. Sớm biết cô muốn đi chầu Diêm Vương như vậy, thì tôi đã không mang thứ này tới cho cô. Sao anh lại có đồ của Tiểu Nguyệt? Sao anh lại có đồ của Tiểu Nguyệt? Con bé vẫn còn sống đúng không? Con bé hiện có ổn không? Con tôi đang ở nơi nào vậy? Tôi cầu xin anh, hãy cho tôi được gặp con bé. Con gái cô vẫn còn sống nhăn răng, tôi đã cứu con bé. Con bé còn sống là tốt rồi. Vậy bây giờ con bé đang ở đâu? Con gái cô đang ở nước ngoài. Bác sĩ đã dốc lòng chữa trị cho con bé. Nhưng khi tôi quay lại đón nó, con bé đã không còn nhớ một cái gì. Vậy khi nào tôi có thể gặp Tiểu Nguyệt? Phó tổng, con bé mới trải qua một cuộc phẫu thuật cấy ghép da. Vẫn cần thời gian hồi phục. Hiện tại không thể về nước. Nhưng có tôi ở đây rồi, nếu cô muốn gặp con gái, thì hãy tới tìm tôi. Đường Âm. Xin anh, đừng nói cho anh ta biết chuyện. Thiếu gia, cậu đã gặp Đường tiểu thư chưa? Sợi dây chuyền đã bị cháy đó, rất khó mới có thể khôi phục. Đường tiểu thư có tin cậu không? Cô ấy cần phải sống tiếp. Chỉ mong rằng sau này, cô ấy đừng hận tôi.
Đường Âm chẳng phải cô đã ngơ như cây cơ sao? Tôi mới không để mắt một chút. Cô đã tót đi gặp Phó Bạch được rồi. Vừa khóc vừa cười. Phó Bạch đã nói gì với cô? Lẽ nào anh ta đã nói cho cô biết tất cả? Anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa tôi và Phó Tổng rồi sao? Đường Âm, cô hãy nhớ rằng, năm đó chính tôi đã cứu cô. Cuộc đời này là do tôi trao cho cô, tất cả mọi thứ cô đang có, đều là do tôi quyết định. Tốt hơn hết cô không nên, ở bên ngoài gian gian díu díu mập mờ với người đàn ông khác, khoảnh khắc tôi quyết định thả tự do bản thân từ tầng cao, tôi đã trao trả cuộc đời mình cho anh, nếu anh cảm thấy hối hận vì đã cứu tôi, thì bây giờ hành động vẫn chưa muộn đâu. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần anh và Hạ Tư Vân vẫn còn sống, tôi sẽ không dễ dàng tìm đến Âm Tào địa phủ như vậy đâu, tôi muốn hai người xuống suối vàng cùng tôi. Hai ngày nữa, tôi sẽ đưa Tư Vân về Tĩnh Nguyên để dưỡng thương, tốt nhất cô đừng xuất hiện quá nhiều trước mặt cô ấy, đừng chọc tức cô ấy. Thẩm Nam Châu, chúng ta nói chuyện chút đi. Có lẽ tôi đã biết nguyên nhân khiến kết quả xét nghiệm ADN của anh và Tiểu Nguyệt xảy ra sai sót. Cách đây không lâu tôi đã đi nước ngoài để đến gặp chuyên gia y tế. Chuyện liên quan đến xét nghiệm ADN giữa anh và Tiểu Nguyệt là trường hợp hy hữu. Trong cơ thể Tiểu Nguyệt có tới hai bộ DNA, ví dụ như khi ở trong bụng mẹ, một cặp song sinh có thể một còn một mất, cuối cùng chỉ có một đứa trẻ được sinh ra. Đứa trẻ được sinh ra đã hút hết dưỡng chất của đứa trẻ kia, nên nó mang trong mình hai bộ ADN khác nhau. Tôi nghĩ tôi không cần phải nói thêm nữa, chuyện anh đáng lẽ phải có hai đứa con sinh đôi, mọi người đều biết. Tại sao anh không nói với tôi sớm hơn? Tại sao anh không tự hỏi chính mình? Đáng lẽ anh phải tự tìm hiểu chuyện này chứ? Nếu lúc đó anh có chút niềm tin, Tiểu Nguyệt là con gái của anh thì mọi chuyện đã khác. Nếu anh vẫn muốn làm xét nghiệm ADN, thì tôi vẫn còn giữ mã ADN của Tiểu Nguyệt. Làm. Yo. Chờ đợi cả đêm cơ à, kết quả đây. Tin hay không là tùy anh. Kết quả đã rõ ràng như vậy. Mà anh vẫn còn không tin, vẫn muốn kiểm tra thêm nữa, thì anh đừng tới tìm tôi nữa. Thẩm Tổng, xác của Tiểu Nguyệt đang ở đâu? Phía nhà tang lễ. Đã đưa Tiểu Nguyệt đi hỏa táng. Hũ cho cốt. Tôi đã đưa cho Đường Tiểu Thư. Phó Tổng, hôm qua tâm trạng tôi không tốt nên quên hỏi. Dù sao anh cũng là một người kinh doanh, chuyện anh cứu Tiểu Nguyệt nhất định phải có mục đích. Nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì. Nếu có thể, cô hãy tới thư phòng của Thẩm Nam Châu, lấy cho tôi tập tài liệu liên quan tới vụ cháy của nhà họ Thẩm cách đây hơn chục năm, nhớ phải chú ý trước sau, tất nhiên, đây không phải thỏa thuận. Được rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi hứa với anh tôi sẽ làm được. Xin anh hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyệt. Thiếu gia, sao anh phải làm chuyện này? Cô ấy không nhớ tôi. Tôi thật hấp tấp khi đối xử tốt với cô ấy. Đường Âm là một người đa nghi. Tốt hơn hết là để cô ấy nghĩ rằng đây là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Anh hãy trông chừng Thẩm Nam Châu. Tôi không muốn Đường Âm tổn thương thêm một lần nào nữa. Cho cốt của Tiểu Nguyệt đâu, Thẩm Nam Châu, anh có biết xấu hổ không? Bây giờ mà anh còn dám tới đây làm phiền Đường Âm, bác sĩ, chuyện này là sao? Tôi đã sử dụng mẫu tóc còn sót lại của Tiểu Nguyệt để tiến hành xét nghiệm ADN với Thẩm Nam Châu thêm một lần nữa. Tiểu Nguyệt là con gái ruột của anh ta. Trước đây kết quả sai sót. Bởi vì Thẩm Nam Châu không biết rằng đây là một trường hợp hiếm gặp, một người có thể có hai bộ DNA khác nhau. Đường Âm, trước đây tôi đã hiểu lầm. Xin hãy đưa cho cốt của Tiểu Nguyệt cho tôi sẽ chôn cất con bé đàng hoàng, nếu không tôi sẽ hối hận lắm. Trước đây tôi đã sai. Là Hạ Bằng. Chính anh ta đã làm giả kết quả xét nghiệm ADN của Tiểu Nguyệt, cô đừng lo. Tôi nhất định sẽ bắt hắn ta phải trả giá. Tại sao anh vẫn chưa xuống địa ngục? Là Hạ Bằng. Khi đó chính anh ta đã làm giả kết quả xét nghiệm ADN của tôi và Tiểu Nguyệt, tôi nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá. Tại sao anh vẫn chưa ngỏm củ tỏi vậy? Nếu anh thực sự cảm thấy hối hận, thì hãy đi chầu Diêm Vương cùng Tiểu Nguyệt, chịu đựng nỗi đau giống con bé. Khi xuống suối vàng, hãy nói lời xin lỗi với con bé, như vậy mới gọi là hối hận. Lúc này, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để bù đắp cho con bé, ai mà cần.
Đường âm. Tôi, anh cần hũ cho cốt của Tiểu Nguyệt. Hay cần nửa thân dưới của mình, tôi muốn nghe câu trả lời ngay lúc này. Cô có thể đưa cho tôi, hũ cho cốt của Tiểu Nguyệt. Thực sự không thể sao? Hay cô cho tôi xem qua thôi cũng được. Tôi sẽ không mang nó đi. Tôi đã vứt hũ cho cốt đó rồi, trong thùng rác ý. Anh ra xem. Tôi muốn nghe sự thật. Anh đã nói điều này biết bao nhiêu lần rồi, Thẩm Nam Châu, để tôi nói cho anh nghe, nếu như ngay từ đầu, anh đã không tin tưởng tôi, thì anh không có tư cách hỏi tôi. Tôi tin. Tôi tin. Nam Châu. Tôi không thể tìm thấy, cô có nhớ nhầm không? Tôi nhớ chính xác mà. Nhưng khi tôi đổ cho đi, chiếc bình đã bị bật nắp. Anh có muốn nhặt từng hạt một không? Con bé là con gái tôi, tại sao cô nỡ giải cho cốt của con bé? Ai là con gái anh? Chẳng phải trước kia, anh vẫn luôn mắng con bé là đồ khốn sao? Cô đang lừa tôi đúng không? Tiểu Nguyệt vẫn còn sống. Tại sao cô không khóc? Thẩm Nam Châu, anh vẫn chưa nhìn ra lỗi sai của mình sao? Chuyện đó có gì khó đâu chứ? Thẩm Nam Châu, anh vẫn chưa nhìn ra lỗi sai của mình sao? Chuyện đó có gì khó đâu chứ? Mấy người xôi xéo hết cho tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Mau lôi Hạ Bằng tới đây. Tôi muốn biết rõ. Hôm đó Tiểu Nguyệt đã phải trải qua những gì? Chỗ này. Dọn sạch đồ của đứa trẻ đó đi. Ném nó ra ngoài. Hãy đốt nó cho tôi. Cô đang làm gì thế? Không phải cô luôn nói, Tiểu Nguyệt như con sao? Một vài món đồ sót lại của Tiểu Nguyệt cũng khiến cô khó chịu sao? Nam Châu, em không có ý đó, đủ rồi. Từ bây giờ, cô sẽ phải ngủ ở phòng kho. Khi còn sống bằng Tiểu Nguyệt cũng đâu có thích cô. Thế nên bây giờ cô cũng nên tránh xa phòng của con bé một chút. Nam Châu. Hạ tiểu thư, tài liệu tôi muốn đâu rồi? Phó tổng à? Bên tôi hiện đang có chút chuyện ngoài ý muốn. Anh nhìn mà xem. Cô gặp chuyện hay không? Thì có liên quan gì tới tôi? Nội trong ngày hôm sau. Nếu tôi không có được thứ tôi muốn thì những chuyện dơ bẩn của cô sẽ bị phơi bày. Đường âm thế nào rồi? Hiện Đường tiểu thư đã không còn bi quan như trước. Đứa trẻ ở nước ngoài thì sao? Ca phẫu thuật vô cùng thuận lợi. Chỉ có điều con bé và Tiểu Nguyệt vẫn có một vài điểm khác biệt. Chính anh ta. Hồi đó anh ta đã giả mạo. Kết quả là hai mẹ con cô đã chịu đựng rất nhiều. Giờ đây, mạng sống của Hạ Bằng đã nằm trong tay cô. Tôi lắng nghe cô. Tôi hận. Là cô giết được anh. Nếu được tôi muốn băm anh ra nhiều mảnh. Tôi rất hận anh. Được rồi. Lui xuống. Như đã thỏa thuận. Đừng trốn tránh. Thẩm Nam Châu. Anh có tin tôi thực sự muốn đoạt mạng anh không? Đường âm. Em sẽ không lỡ nào giết tôi chứ. Tôi thực sự muốn giết anh. Dừng tay. Thẩm tổng. Anh hãy tới chỗ bác sĩ Lâm kiểm tra vết thương đi, hay là tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Vết thương có thể tùy tiện xử lý mà. Đúng rồi. Hãy nhốt Hạ Bằng xuống hầm như một con chó. Hạ Tư Vân. Ra đây cho tôi. Nếu anh gặp chuyện, thì em cũng không yên đâu, đừng trốn tránh như một con rùa vậy. Tôi và Tiểu Nguyệt. Không hận không thù.
Tôi hại con bé để làm gì? Tôi làm như vậy chỉ vì anh họ, những chuyện anh đã làm. Anh phải có trách nhiệm gánh chịu hậu quả. Tư Vân. Dù sao chúng ta cũng là anh em họ. Em nỡ lòng nào thấy anh mỏng củ tỏi mà không cứu. Anh ra đi rồi em biết phải làm sao? Cô ra đây làm cái gì? Nam Châu, anh họ em đã biết sai rồi. Hay là, mau quay về phòng, Nam Châu. Dù sao đi chăng nữa thì anh ấy cũng là anh họ của em không thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn anh ấy đi chầu Diêm Vương như vậy, cô không phải thương xót cho người khác, nếu không phải vì cô đã từng cứu tôi một mạng, thì tôi cũng không bỏ qua cho cô đâu. Anh họ. Đường Âm sao rồi? Không có gì đáng nghiêm trọng, cô ấy chỉ ngất vì quá mệt mà thôi, không cần phải phờ lo. Cô đã ngủ nguyên một ngày rồi đó. Cô bị làm sao vậy? Ung thư gan. Thẩm Nam Châu. Tôi đã nói rồi mà. Đường Âm. Tôi đang vô cùng nghiêm túc đấy. Ung thư gan. Vô phương cứu chữa. Đường Âm. Cô hãy nói thật với tôi đi. Tôi đã bảo tôi bị ung thư gan mà, cho dù anh có hỏi hàng trăm lần, thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có một. Đường Âm. Cô muốn đi đâu? Cô không sao chứ? Không liên quan tới anh mau ra ngoài đi. Để tôi dìu cô quay về phòng ngủ, nhìn sắc mặt của cô không ổn chút nào. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Hạ tiểu thư. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cô lao nhanh như chớp. Sáng sớm ngày hôm nay, cô tới thư phòng của Thẩm Tổng, để làm cái gì? Nam Châu, mỗi đêm chân em đều đau nhức không chịu được, em lo lắng nó để lại di chứng, nên em muốn tới tìm anh, để anh nghĩ cách chữa trị. Thế nên em mới tới thư phòng, để tìm anh. Cô tới tìm tôi, còn mang theo điện thoại làm gì? Em dự định rằng, sau khi tìm thấy anh sẽ tới bệnh viện, thế nên em mới mang theo điện thoại. Hãy kiểm tra camera giám sát. Thẩm Tổng. Anh có đang ở trong thư phòng không? Thẩm Tổng, bên trong điện thoại di động của Hạ tiểu thư không hề có ảnh. Còn về camera giám sát thì đã bị hỏng cả tháng rồi chưa sửa. Một tháng trước, tôi đã bắt gặp cô và Đường Âm ở thư phòng. Em hiểu rồi. Anh vẫn chọn cách tin tưởng Đường Âm sao? Cũng đúng thôi. Một người thiện lương như Đường Âm, làm sao có thể tới thư phòng của anh, để lấy cắp thứ gì đó? Nếu anh đã nghĩ hung thủ là em, thì chính là em. Em sẽ không làm khó anh. Anh muốn làm gì em? Thì mau làm đi. Hạ Tư Vân em đây. Sẽ làm mọi chuyện theo ý anh. Trước mắt cô hãy về phòng trước đi. Lần này khi hợp tác với Mục Thị, Phó Thị đã theo dõi rất chặt chẽ, mọi người nên chú ý một chút. Vâng. Chủ tịch không ổn rồi. Mau nói đi. Tài xế được cử đi đón Mục Tổng nói rằng, anh ta vừa mới tới sân bay, đã nhìn thấy Mục Tổng, lên xe của Phó Bạch. Mục Tổng, đột ngột quay về nước. Chuyến bay lần này cũng được quyết định một cách gấp gáp, sao Phó Thị có thể biết mà đón được. Ông nội, con hãy tới nhà ông một chuyến, ông có chuyện muốn nói với con. Con hãy kết hôn với con gái của Mục Tổng đi. Cái gì ạ? Con không nghe nhầm đâu.
Lần này Mục Tổng về nước là để tìm đại lý ở Trung Quốc, hợp đồng này con nhất định phải lấy, kể cả có phải liên hôn, thì con cũng phải giành được hợp đồng này cho con. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Nhà họ Mục chỉ có 3 đứa con trai, lẽ nào ông muốn con phải kết hôn với một trong 3 người họ? Nhiều năm về trước, lão phu nhân nhà họ Mục có nhận nuôi một đứa con gái, đứa con gái nuôi đó đã sinh ra một đứa trẻ, đứa bé lấy họ Mục, tên là Mục Vân, bao năm qua, con bé vẫn luôn được nhà họ Mục nuôi dưỡng. Đến mẹ cô ta cũng chỉ là con nuôi. Cô ta lại còn là con gái của con gái nuôi, đối với nhà họ Mục, cô ta quan trọng đến đâu? Cháu ngậm miệng lại cho ông. Cả nhà họ Mục đều coi con bé là cháu gái rượu, con bé chính là cháu gái của Mục Tổng, con hãy cố gắng tìm phương thức liên lạc của con bé, đó mới là việc con cần làm. Con sẽ không ly hôn Đường Âm đâu. Tập đoàn nhà họ Thẩm được thành lập bằng biết bao nỗ lực, không thể vì con mà sụp đổ được. Thẩm Nam Châu, Đường Âm mang thai rồi. Đường Âm mang thai á? Anh còn ngồi đó mà hỏi sao, mau đi tìm Đường Âm đi, sau khi tới chỗ tôi kiểm tra, cô ấy đã lén lút rời đi. Đi thôi. Dù có phải tìm kiếm khắp Giang Thành, thì cũng phải tìm cho bằng được Đường Âm. Đã có tin tức gì chưa? Đường tiểu thư đã xuất viện. Cách đó không xa tôi đã nhìn thấy xe của Phó Tổng. Anh ta không thể nào giữ lại một cái đuôi như vậy. Trừ khi... anh ta đang muốn cái gì đó. Thẩm Nam Châu. Nếu anh nhường hợp đồng của Mục Thị cho tôi, thì tôi sẽ trả lại vợ cho anh. Ok la không? Anh nằm mơ à? Nhưng anh cũng không có quyền mặc cả. Thẩm Nam Châu. Tôi đang đợi anh. Tại sao? Tại sao vậy? Rõ ràng, anh đã có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ với Chủ tịch Mục Thị. Vì sao anh vẫn cần tập đoàn Thẩm Thị rút khỏi sân chơi này? Nếu ngang nhiên cướp hợp đồng như vậy, thì lại khinh thường Thẩm gia quá. Phó Tổng. Vết sẹo trên tay anh. Từ đâu mà ra vậy? À, vết sẹo này. Bởi vì năm đó, khi mẹ tôi tái hôn, bà đã gả cho một người đàn ông chẳng ra gì, ông ta đã đánh tôi. Đường Âm thì sao, cô ấy sao rồi? Thẩm Tổng đừng lo lắng quá. Anh xem cái này trước đi. Vệ sĩ thân cận của anh, cũng không đáng tin lắm nhỉ. Tôi đã theo dõi Hạ Tư Vân, suốt một năm qua. Thậm chí, không một ai phát hiện ra. Những bức ảnh này, cũng khá là thú vị. Bức ảnh chứng minh. Đóa bạch liên hoa của anh, đã cắm sừng anh đó, còn cái bên dưới. Chứng minh Hạ Tư Vân, đã bắt chước chữ viết tay của anh. Sau đó thay anh, ký vào danh sách kiểm tra phẫu thuật. Cái thứ ba là... chính là khoảnh khắc. Tiểu Nguyệt bị đẩy xuống vách đá. Anh muốn gì? Anh vẫn luôn ngộ nhận, bản thân là ân nhân cứu mạng của Đường Âm suốt bao năm qua, có lẽ anh đã quên. Anh hoàn toàn không xứng đáng, ở bên Đường Âm. Anh biết hết rồi sao? Đường Âm đang ở đâu? Tôi đã đưa cô ấy về Tĩnh Nguyên. Thẩm Nam Châu, tôi thật sự không hiểu vì sao anh cố chấp như vậy. Hãy để Hạ Tư Vân cho tôi giải quyết. Tôi sẽ tự tay xử lý cô ta. À, Hạ Tư Vân. Cô chán sống à? Nam Châu anh mau buông em ra. Tiểu Nguyệt. Đã bị cô hại chết. Vậy mà cô còn dám nói, ngày Tiểu Nguyệt gặp tai nạn, cô trong trạng thái không tỉnh táo. Nam Châu. Đây là ảnh ghép. Anh biết mà, em không phải loại người như vậy. Anh phải tin em. Hạ Tư Vân. Trước đây tôi đã đối xử với cô như thế nào?
Tiểu Nguyệt Bằng là con gái ruột của tôi, vậy mà sau lưng tôi. Cô đã làm ra những chuyện gì, con bé đã chịu tổn thương biết bao nhiêu. Cô nói Đường Âm xô cô ngã, lúc đó tôi không có mặt ở đó, có thật là Đường Âm đẩy ngã cô không? Hơn nữa, đêm đó rõ ràng tôi đã lên giường với Đường Âm, tại sao cô lại nhận người đó là cô, nên cô mới có thai? Sao cô dám giả mạo chữ ký của tôi? Để Đường Âm phải hiến cho cô, tới 70% lá gan của cô ấy. Hạ Tư Vân, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Lão gia cử người đến rồi à? Có chuyện gì vậy? Phó Bạch đã gửi cho lão gia một thứ gì đó. Sau khi nhìn thấy, lão gia đã mắng Hạ Tư Vân là đồ phản bội, lén lút bán bí mật kinh doanh của gia đình. Lão gia muốn tiễn cô ta đi chầu Diêm Vương, Nam Châu cứu em với. Còn có chuyện gì cô làm mà tôi không biết nữa không? Nam Châu cứu em với. Nam Châu. Ông nội, ông muốn chút giận như nào cũng được. Nhưng ông phải giữ lại mạng Hạ Tư Vân. Con muốn để cô ta thử thuốc thay Đường Âm, con vẫn còn dám gọi ông à? Ai đó đã lén lút, trà trộn vào ban giám đốc. Giúp Hạ Tư Vân đánh cắp, bí mật thương mại gửi cho phó thị, tất cả bằng chứng liên quan đã được công bố. Bây giờ ban giám đốc đang rất tức giận. Mọi người đều đang nghi ngờ. Con kết hợp cùng Hạ Tư Vân, lên kế hoạch bán tập đoàn. Nếu muốn giữ lại mạng của Hạ Tư Vân, thì con cũng nên xem, làm cách nào để giữ lại mạng mình. Ông nội. Cô đang làm gì vậy? Cô lấy USB của tôi làm gì? Hóa ra người đó là cô. Chính cô đã cấu kết với Phó Bạch. Đẩy Thẩm Thị vào đường cùng. Hóa ra chính là cô. Mau quay lại cho tôi. Chú Minh mau đi bệnh viện thôi. Đường Âm. Cô có biết không? Tôi ghét nhất những người lừa dối tôi. Cô đừng cố vượt qua giới hạn của tôi. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nói đi. Vẫn không chịu nói sao? Dừng xe. Đứng đó mà đợi, Phó Bạch khi cứu cô. Về nhà thôi. Thẩm Tổng. Tôi nghĩ rằng, Đường Tiểu Thư sẽ không gọi anh đâu. Nhìn tình trạng của Thẩm Tiểu Thư khi nãy, tôi nghĩ tình hình khá là nghiêm trọng. Phụ nữ mang thai dễ gặp tai nạn lắm. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Mau quay xe đi. Đường Âm. Đường Âm. Lẽ nào Phó Bạch đã tới đây sao, Phó Tổng? Con hãy ly hôn Đường Âm. Là ông nội, mau tới nhà ông thôi. Đường Âm, tôi đã nói rồi. Nếu tôi có đi chầu Diêm Vương, thì tôi cũng kéo cô đi theo. Nam Châu đã bị cô mê hoặc. Tôi sẽ không để thằng bé mắc sai lầm hết lần này đến lần khác. Tiễn cô ta đi chầu Diêm Vương. Ai bảo mấy người đưa Đường Âm tới đây? Ha 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 ha. Cô cứ đợi nó. Rồi cô và nhà họ Hạ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Thẩm Nam Châu. Chính ông của anh đã khiến Đường Âm ra nông nỗi này, sao anh không tính sổ ông mình ý? Cô đừng có mà nhiều lời. Con không được phép đưa cô ta đi. Ông đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi, cô ta đã lén lút cấu kết với Phó Bạch để đối phó nhà họ Thẩm. Không ai có thể giúp cô ta giữ được cái mạng này đâu. Thẩm Nam Châu. Anh chán thở rồi sao, Thẩm lão gia? Ông cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi, ông không dám ngăn cháu trai mình lại.
đứa trẻ này không thể giữ lại được, nếu giữ lại, thì thai phụ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, bất cứ lúc nào, đây là giấy cam kết, mời anh ký tên vào đây. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tôi không thể ký vào tờ giấy này. Nếu anh không ký, thì chúng tôi không thể tiếp tục ca phẫu thuật. Anh đừng có nhắc tới việc ký kết với tôi, có được không? Tôi sẽ ký. Là lỗi của tôi. Là do tôi sơ suất. Sau này chúng ta vẫn còn cơ hội. Thẩm tổng. Khi nãy chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ tử cung của Đường tiểu thư. Ai cho phép mấy người cắt tử cung của cô ấy? Là mẹ của Đường tiểu thư. Đã ký và đồng ý. Đường tiểu thư đã bị đánh một đòn chí mạng vào vùng bụng dưới. Khiến cổ tử cung tổn thương nặng nề. Gây ra xuất huyết tử cung. Trong trường hợp này, chỉ có cắt bỏ tử cung thì mới có thể giữ được tính mạng. Thẩm Nam Châu, cậu mau nói cho tôi biết, rốt cuộc con gái tôi nợ cậu cái gì? Trước đây con bé đã sinh con cho cậu, thế nhưng cậu lại không màng tới sống chết của mẹ con nó. Bây giờ khi mang thai đứa thứ hai, cũng bị cậu hại chết. Ngay đến cả cái mạng của nó cũng khó mà giữ. Bây giờ cổ tử cung cũng không còn. Nếu sớm biết cậu là loại người khốn nạn như vậy thì có ngỏm củ tỏi, tôi cũng không gả con gái cho cậu. Con không muốn nhìn thấy anh ta. Có chuyện gì em mau nói cho anh biết đi. Em biết em đang rất hận anh. Ông nội làm vậy cũng chỉ vì nghĩ em sẽ gây ảnh hưởng tới tập đoàn, thế nên anh có bị điếc không? Cô ấy nói cô ấy không muốn gặp anh. Xôi xéo đi. Còn có chuyện này, không biết mọi người đã biết chưa? Sau khi khám tổng quát, toàn bộ cơ thể của Đường tiểu thư, tôi phát hiện. Từ cuối năm ngoái cô ấy đã được chẩn đoán mắc ung thư, cô ấy thường một mình. Tới bệnh viện lấy thuốc, có lẽ cô ấy sớm đã biết chuyện này. Không thể nào, cô ấy không thể bị ung thư được. Không thể nào. Không thể bị ung thư được. Sức khỏe của Đường Âm vẫn rất tốt, có đúng không? Anh hãy nói anh đang lừa tôi đi, nói đi. Xem ra anh cũng không có đủ tiêu chuẩn của một người làm chồng. Sức khỏe của vợ mình như thế nào anh cũng không rõ. Sau khi bị đánh một đòn trời giáng như vậy, tâm lý của Đường tiểu thư vẫn chưa ổn định, không nên để cô ấy chịu đả kích quá lớn. Theo tôi, anh hãy tránh mặt trước đi, hãy để cô ấy có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Hơn nữa phải tìm được người hiến tạng càng sớm càng tốt. Đừng chạm vào tôi. Tôi sẽ đưa cô ấy tới một nơi khác để dưỡng thương. Thời gian sắp tới, anh đừng vác mặt tới tìm cô ấy. Anh có chắc rằng anh sẽ không, Thẩm Nam Châu. Anh có biết tại sao năm đó tôi không đưa Đường Âm đi không? Đó là bởi vì cô ấy vẫn còn yêu anh. Được rồi. Tôi sẽ tới Thẩm gia cùng cậu. Ai mà biết được, cậu sẽ xử lý Hạ Tư Vân thế nào? Cô ta chính là thủ phạm, đứng sau toàn bộ mọi chuyện, tôi muốn xem cậu sẽ xử lý cô ta như thế nào. Đi. Chú Minh, mau dẫn toàn bộ người nhà họ Hạ tới gặp tôi. Còn về phía Phó Bạch, để tôi tính đã. Xin cậu hãy tha mạng cho con gái tôi. Chuyện thành ra như vậy cũng là tại tôi. Chính tôi đã xúi giục con bé làm vậy. Cậu muốn đánh muốn đấm tôi như nào cũng được. Nhưng xin cậu hãy tha cho con gái tôi một mạng. Là do em tự ý làm toàn bộ những chuyện đó. Mẹ em không biết gì cả. Nếu có thể thì anh giết em luôn cũng được. Chẳng phải anh hận em lắm sao? Bà Hạ này. Không phải vội. Bà cứ nói bình tĩnh. Bà Hạ. Không phải vội. Bà cứ nói bình tĩnh. Chuyện năm đó, Đường Âm leo lên giường cậu là do tôi đã bỏ thuốc con bé. Tôi muốn con bé trở thành một đứa con gái không ra gì. Khi có giấy khám thai, chính tôi đã tìm người thay đổi kết quả. Tôi cũng chính là người xui Tư Vân giả vờ ung thư gan để cậu rủ lòng thương Tư Vân nhà tôi. Khi Đường Âm mang thai, tôi biết đứa trẻ trong bụng là con của cậu. Chuyện đó
Chuyện Đường Âm phải hiến lượng lớn gan, và cả chuyện Tiểu Nguyệt vừa xuất viện đã bị hãm hại, mọi chuyện đều do tôi đứng sau giật dây, tôi là người đã đe dọa bác sĩ. Hơn nữa, 11 năm trước, tôi đã đẩy Đường Âm xuống núi, tôi muốn cô ta phải đi chầu Diêm Vương. Xin cậu hãy tha mạng cho con gái tôi cầu xin cậu hãy thương hại con bé. Mẹ! Bà nói sao? Năm đó Đường Âm hoàn toàn không có chủ đích leo lên giường của tôi á, không? Mọi chuyện đều từ tôi mà ra, làm ơn hãy để con gái tôi yên, tôi cầu xin cậu. Mau nhốt cả hai mẹ con nhà này vào chuồng chó. Thẩm Tổng! Tất cả đều tại hai mẹ con nhà nó, không có liên quan tới tôi, Thẩm Tổng. Đường Tú Lan! Lôi vào chuồng chó hết cho tôi, a a a. Thẩm Nam Châu! Anh giết tôi luôn đi. Tôi cầu xin anh đó, xin anh hãy cho tôi được ngỏm củ tỏi. Hạ Tư Vân. Tất cả những chuyện cô đã làm với Đường Âm, tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp ngàn lần. Thử thuốc. Hiến gan. Phá thai. Hạ Tư Vân, cô cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Chúng ta cứ từ từ giải quyết ân oán. Thẩm Tổng. Sếp, người chúng ta cử đi điều tra. Đã tìm thấy cái này ở nhà họ Phó, người đó còn nói. Dạo gần đây Phó Tổng và Phu Nhân, khá là thân thiết. Bác sĩ nói, cô suốt ngày nằm trên giường như vậy cũng không tốt, cô nên ra ngoài thường xuyên hơn, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Phó Tổng, dù sao anh cũng đã có được tập tài liệu anh muốn rồi mà, anh không cần phải diễn trước mặt tôi nữa đâu. Đường Âm. Cô thực sự không nhớ tôi sao? Nhưng anh đã nói rằng, vết sẹo này là do anh bị bố dượng đánh kia mà. Bố dượng của tôi cũng chính là chú của Thẩm Nam Châu. Năm tôi 13 tuổi, mẹ tôi được gả vào nhà họ Thẩm. Bóng người cô nhìn thấy năm đó là tôi. Người đã cứu cô trên vách đá cũng là tôi. Sau đó, nhà họ Thẩm bị cháy. Mẹ tôi đã ngỏm củ tỏi trong đám cháy đó. Tôi được trả về nhà họ Phó. Khi tôi đủ lớn để quay về lấy lại tất cả, thì cô đã là vợ của Thẩm Nam Châu. Đường Âm, hãy đi theo tôi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, chờ tới khi cô khỏi bệnh, chúng ta sẽ đi về phía Nam, chúng ta sẽ ra nước ngoài. Chúng ta sẽ rời khỏi Giang Thành mãi mãi, có được hay không? Đường Âm bị Phó Bạch lừa rồi, hãy mau bảo Đường Tú Lan, gọi điện thoại cho Đường Âm, gọi cô ấy quay lại. Tôi sẽ không gọi cho Đường Âm đâu. Bà Đường này, dù sao đi chăng nữa, thì Phó Tổng và Đường Tiểu Thư vẫn là vợ chồng. Thẩm Nam Châu đã đối xử với con gái tôi như thế nào, đó là việc mà một người làm chồng nên làm sao. Tôi nói cho ông biết, cả đời này, Đường Tú Lan tôi vẫn chưa làm được chuyện gì hoàn hảo, suốt quãng đời còn lại. Tôi sẽ dùng để xin lỗi con gái tôi, hiện con bé đã thức thời. Tôi sẽ không ép con bé đi vào vết xe đổ. Cho dù hôm nay Thẩm Nam Chu có giết tôi, thì tôi cũng không bao giờ gọi Đường Âm quay lại nơi này. Cảm động thật đó, Đường Tú Lan. Cuối cùng, bà cũng biết cách làm một người mẹ tốt. Nhưng có lẽ bà đã quên một chuyện, nếu năm đó bà không gửi Đường Âm tới nhà họ Hạ, thì cô ta có thể sống sót đến ngày hôm nay không? Cô! Thậm chí bà còn không nhận ra. Đường Âm ra nông nỗi này cũng là vì bà, chính bà là người đã gửi cô ta tới nhà họ Hạ. Mọi chuyện đau thương mà Đường Âm đang chịu đựng, đều có một phần lỗi lầm của bà. Cô im đi! Đường Âm! Rất nhanh thôi, mẹ cô sẽ bị Thẩm Nam Châu đánh chết. Thân là em gái cô. Tôi rất muốn thể hiện lòng thương xót của mình, tôi muốn để cô nhìn thấy mặt mẹ mình lần cuối. Ha ha ha. Đường Âm. Mẹ cô sắp bị Thẩm Nam Châu đánh chết rồi. Tôi phải quay về.
anh không hiểu Thẩm Nam Châu đâu. Mẹ tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà mau ngỏm củ tỏi đi, chú Minh. Hạ Tư Vân. Cô chán sống rồi hả? Nếu như Đường Tú Lan thật sự gặp chuyện, tôi sẽ không để cô yên đâu. Mẹ tôi đã đi chầu Diêm Vương, thì Đường Tú Lan cũng không được phép sống. Nếu được thì anh giết tôi luôn đi, nếu không, sau này anh đừng có hối hận. Cô muốn đi chầu trời lắm đúng không? Tôi sẽ khiến cuộc sống của cô tồi tệ hơn sống trong địa ngục. Lôi cô ta xuống hầm để thử thuốc. Thẩm Nam Châu, anh đã làm gì mẹ tôi? Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi, thì anh cứ liệu cái thần hồn. Bà ấy đang trong phòng ngủ, em lên phòng mà xem. Mẹ xin lỗi. Mãi con mới có cơ hội thoát khỏi nơi này. Mẹ lại trở thành gánh nặng của con nữa rồi. Mẹ không sao là tốt rồi. Mẹ còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Mẹ uống nước đi. Đáng lẽ con nên mặc kệ mẹ. Giống trước kia. Con không nên quay lại nơi này. Con không thể bỏ mặc mẹ được. Âm âm. Mẹ không muốn giấu con nữa. Thực ra, con không phải là con của mẹ và Hạ Hồng Minh. Năm đó mẹ và bố con đã đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi con. Từ lâu con đã biết mình chỉ là con nuôi. Con biết rồi sao? Khi con còn bé, mỗi lần mẹ cãi nhau với Hạ Hồng Minh, hai người thường xuyên nhắc đến chuyện con không phải là con ruột của mẹ. Con đã nghe thấy hết. Vậy tại sao con không nói? Bố mẹ ruột của con, sinh con ra đời này được một thời gian, đã quyết định bỏ rơi con. Mẹ đã nhận nuôi con, chăm sóc con, nuôi con khôn lớn nên người. Dù mẹ không sinh con ra, nhưng mẹ vẫn mãi là mẹ của con. Con gái ngoan của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đón con về, mà không nuôi dưỡng con tử tế. Vậy mà mẹ vẫn cố chấp giữ con bên mình. Để con phải chịu thiệt thòi biết bao năm qua. Mẹ đừng nói như vậy. Con không thấy thiệt thòi chút nào. Con bé ngốc này. Từ nay về sau con đừng suy nghĩ cho người khác nữa. Con hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Mẹ sẽ không bao giờ để Thẩm Nam Châu bắt nạt con thêm một lần nào nữa. Âm âm. À thì, mẹ cảm thấy hơi đói. Con hãy xuống bếp xem. Có gì để ăn không? Vậy mẹ ngồi đây chờ con nhé. Con sẽ quay lại sớm thôi. Em muốn đi đâu vậy? Tôi xuống bếp tìm đồ ăn. Như vậy cũng không được sao? Anh có chuyện muốn nói với em. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Buông tha cho em. Chẳng lẽ anh phải đứng trợ mắt ra, nhìn em và Phó Bạch Cao chạy xa bay sao? Anh ta đang lừa em đó. Để anh xem nào. Thời cơ đã tới. Thiếu gia, người của chúng ta đã bị Thẩm Nam Châu bắt rồi. Theo thiết bị định vị thì hai mẹ con họ đang ở Tĩnh Nguyên. Hiện tại Đường tiểu thư đang ở đó. Ngay bây giờ. Thẩm Tổng đã cho tôi một khoản tiền lớn. Hứa sẽ giúp con gái tôi phẫu thuật thẩm mỹ, quay về hình dáng giống như trước đây. Phó Tổng, con gái tôi mới có 5 tuổi.
Tôi không đành lòng nhìn con bé như vậy, dành cả cuộc đời để sống dưới thân phận của một người khác, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận. Tôi thực hiện lời hứa với cô, đã chữa bệnh giúp con gái cô, nhưng cô muốn có nhiều tiền hơn. Nên đã đồng ý để con gái mình phẫu thuật thẩm mỹ, giờ thì sao? Cô đùa tôi à? Tôi hối hận rồi. Tôi không đành lòng nhìn con gái mình như vậy. Tôi không chịu được. Để tôi xem cô làm vậy vì sót con, hay vì tiền của Thẩm Nam Châu. Cô nói đi. Chính anh là người đã lừa dối Đường Âm. Thế mà giờ đây anh lại giả làm người tốt. Phó Bạch. Anh đã đi quá xa rồi. Thẩm Nam Châu, để tôi nói cho anh nghe, nếu có chuyện gì xảy ra với Đường Âm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thẩm Nam Châu. Không được, anh không được để Đường Âm nhìn thấy hai mẹ con họ, Phó Bạch. Không để Đường Âm nhìn thấy hai mẹ con họ, để tiếp tay cho lời nói dối của anh sao? Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi! Mẹ! Mẹ mở mắt ra nhìn con đi! Mẹ! Mẹ! Thẩm Nam Châu, tôi phải giết anh. Em lại làm sao vậy? Mẹ ơi, con sợ lắm. Tiểu Nguyệt à con, Tiểu Nguyệt. Mẹ mới là mẹ con mà. Không phải vậy đâu Tiểu Nguyệt. Đường Âm. Lẽ nào em vẫn chưa nhận ra sao? Phó Bạch đang lừa em đó. Những gì anh ta nói về Tiểu Nguyệt đều là giả. Không. Không thể nào. Anh ấy sẽ không là tôi đâu. Hiện Phó Bạch đang ở đâu? Phó Bạch đâu rồi? Đường Âm. Phó Bạch đã lừa em. Anh ta tiếp cận em. Chỉ để ăn cắp thông tin của nhà họ Thẩm. Tiểu Nguyệt đã đi chầu Diêm Vương. Anh ta tiếp cận em. Chỉ để ăn cắp thông tin của nhà họ Thẩm. Tiểu Nguyệt đã ngỏm củ tỏi. Ngỏm củ tỏi. Tôi có thể ngắm nhìn con bé một chút không? Con bé không phải Tiểu Nguyệt. Bảo mẹ con họ đi đi. Đường Âm. Âm Âm. Thẩm Nam Châu. Tôi sẽ không đi đâu hết. Trong tay tôi chẳng có gì cả. Thẩm Tổng, mẹ của Đường Tiểu Thư đã làm chuyện dại dột. Tôi muốn đi ngủ. Hãy liên hệ với Nghĩa Trang Trường An. Anh xin lỗi. Là do anh không chăm sóc mẹ cẩn thận. Tôi muốn đi dạo phố. Tôi nói rồi, tôi sẽ không chạy loạn khắp nơi đâu. Tôi chỉ muốn đi mua sắm mà thôi. Vậy anh sẽ bảo người hầu đi cùng em. Chiều nay anh còn có một cuộc họp quan trọng. Họp xong anh sẽ tới tìm em. Vào vấn đề chính luôn đi. Anh còn không mau đi tìm Đường Âm, nửa tiếng trước, cô ấy đã gửi toàn bộ tiền tiết kiệm cho một tổ chức từ thiện, không những vậy cô ấy còn mua thuốc ngủ, Đường Âm hiện đang nghĩ quẩn.
đừng chạm vào cô ấy. Không ai được chạm vào cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy vẫn còn sống. Đường âm. Cuối cùng em cũng được tự do rồi, anh đã tìm được người có thể hiến gan cho em, người đó đã đồng ý hiến tặng, anh đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, tại sao chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao chuyện lại ra nông nỗi này? Thẩm Nam Châu. Cô ấy vừa mới cắt bỏ tử cung, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải xuất viện. Anh. Rõ ràng anh biết chuyện, Đường âm mắc ung thư giai đoạn cuối. Rõ ràng anh biết chuyện, cô ấy vừa mất con. Anh cũng biết rằng, cô ấy đã mất đi con gái và mẹ trong cùng một ngày. Tại sao anh vẫn muốn gọi cô ấy về nhà? Tại sao anh không tìm bác sĩ chữa bệnh cho cô ấy? Anh mau nói đi. Chẳng phải anh vẫn luôn miệng nói rằng, anh sẽ không bao giờ để cô ấy đi. Nhưng đến hiện tại, anh lại tự tay tiễn cô ấy đi. Anh cũng biết đó. Cho tới ngày hôm nay Đường âm mới làm ra chuyện dại dột này. Không phải vì cô ấy không muốn, mà là vì cô ấy không thể. Cô ấy căn bản không thể tự ý ra ngoài mua thuốc. Cô ấy là vợ tôi. Anh không đủ tư cách để đưa cô ấy đi, Thẩm Nam Châu. Đường âm căn bản không muốn ở bên cạnh anh. Cô ấy thả đi Chầu Diêm Vương còn hơn ở bên anh. Giờ thì sao? Tất cả những gì còn lại chỉ là một cái xác vô hồn. Mọi chuyện đã ra nông nỗi này, vậy mà anh vẫn không chịu buông tha cho cô ấy. Tôi cầu xin anh, đừng chôn cất Đường âm tại phần mộ của nhà họ Thẩm. Tại sao? Đường âm đã đem xác của Tiểu Nguyệt an táng dưới chân núi Tây Sơn. Cô ấy đã tìm kiếm nơi đó rất lâu rồi. Tôi cầu xin anh. Cầu xin anh hãy để cô ấy được tự do. Anh thực sự biết mình đã sai. Nếu như có thể làm lại, anh sẽ không bao giờ để em đi. Có chuyện gì thế ạ? Ông đã sớm cảnh cáo con rồi. Đừng đùa với con chó điên Phó Bạch đó. Ông đã nhắc nhở con biết bao nhiêu lần rồi. Ngay từ ban đầu đáng lẽ con nên để Đường âm cuốn xéo luôn. Thế nhưng con đâu có nghe. Bây giờ Đường âm đã đi Chầu Diêm Vương. Con chó điên Phó Bạch đã quay lại cắn nhà họ Thẩm. Con tự mình nhìn xem, Thẩm gia hiện như thế nào. Cùng tôi tới công ty một chuyến. Thẩm lão gia, xin hỏi, chuyện Thẩm Dương cưỡng hiếp con gái nhà lành, có phải sự thật hay không? Vụ hỏa hoạn của nhà họ Thẩm 13 năm về trước, có thực sự do con trai ông gây nên? Ông có điều gì muốn nói về việc cổ phiếu của tập đoàn Thẩm Thị bỗng nhiên tụt dốc không nhanh còn nhanh hơn cách ca ve tụt quần không? Thẩm lão gia, xin ông hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Thẩm lão gia, Phúc Bạch, sao cậu dám làm vậy với nhà họ Thẩm? Cậu có tin tôi sẽ khiến cậu và nhà họ Phó loạn cào cào lên không? Loạn cào cào lên lần nữa thì có làm sao? Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm đốt nhà giết vợ, hãm hiếp con gái nhà lành, Thẩm Nam Châu bắt người trái phép, còn có cả chuyện Thẩm Thị trốn thuế. Toàn bộ bằng chứng đều đã ở đây. Tôi muốn cả nhà các người phải đi Chầu Diêm Vương cùng Đường âm. Ông nội, chú hai đã bị bắt, nên không thể tới đưa tiễn ông. Toàn bộ cổ đông cũng đã rút vốn. Con chuẩn bị bán cái công ty này đi. Con cũng đã sa thải toàn bộ người giúp việc trong nhà. Việc chú hai làm sai năm đó, giờ đây phải trả giá quá đắt. Con đã bị gọi ra tòa làm chứng. Tại sao năm đó chú hai lại nhẫn tâm làm như vậy với mẹ của Phó Bạch? Nếu ông muốn mắng con,
thì hãy đợi tới khi con xuống suối vàng tìm ông, khi đó cũng chưa quá muộn. Chú Minh. Chú đã làm việc cho nhà họ Thẩm bao lâu rồi? Thẩm Tổng. Tôi vào nhà họ Thẩm từ năm 16 tuổi. Tôi đã lớn lên cùng bố cậu. Chứng kiến bố cậu kết hôn rồi sinh con. Thậm chí khi ông ấy đi chầu Diêm Vương tôi cũng vẫn ở bên. Tôi đã ở nhà họ Thẩm. Được 40 năm có lẽ. Giờ đây nhà họ Thẩm chẳng còn gì để cho chú. Tôi cũng không cần gì cả. Tiền của nhà họ Thẩm. Hãy trích một phần. Quyên góp cho trẻ em nghèo vùng núi Tây Sơn, dưới danh nghĩa của Đường Âm. Số tiền còn lại. Chú hãy dùng để bồi thường cho gia đình nạn nhân. Vâng. Chú Minh. Chú hãy liên hệ với cánh phóng viên tổ chức một buổi họp báo, nhưng mà... Người mắc sai lầm. Cuối cùng cũng sẽ phải trả giá. Sao nhìn Thẩm Tổng căng thẳng quá vậy, anh tổ chức buổi họp báo này là để tẩy trắng cho những gì Thẩm Thị gây ra, có đúng không? Tôi tổ chức buổi họp báo này để nhận sai, Giang Cư Mận đồn đoán rằng anh sẽ xuất hiện tại phiên tòa xét xử nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, với tư cách là nhân chứng. Kế hoạch của anh là gì? Chuyện Thẩm nhị thiếu gia đốt nhà giết vợ có phải sự thật không? Trước khi phiên tòa diễn ra, có một số bằng chứng. Tôi không tiện tiết lộ với mọi người. Nhưng chú hai của tôi, đúng là có bạo lực gia đình. Mọi người trong nhà đều biết. Vậy anh có biết? Chuyện tập đoàn Thẩm Thị trốn thuế không? Tập đoàn Thẩm Thị làm việc tắc trách. Tôi là chủ tịch. Khó tránh khỏi liên quan. Vậy còn chuyện, phó tổng tố cáo anh giam giữ người trái phép, anh có ý kiến gì không? Chính tôi đã gián tiếp sát hại Đường Âm. Tôi sẽ tới đồn cảnh sát đầu thú. Như vậy có nghĩa là, anh thừa nhận rằng anh đã giết người sao, mặc cho người đó chính là vợ anh. Tôi đã hại cô ấy ra nông nỗi này. Đều tại tôi. Bởi vì tôi nghi ngờ cô ấy không trong sạch. Mặc dù đã lấy nhau 5 năm. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thẳng mặt vợ mình. Tôi chính là đồ khốn nạn. Ngay cả khi con gái tôi mắc bệnh. Mà tôi cũng không tình nguyện, hiến tủy ngay lập tức. Tôi đã không bảo vệ họ. Cuối cùng con gái tôi bị bắt cóc. Bị đẩy xuống vách đá. Tôi là người đã dồn mẹ con họ vào đường cùng. Tôi cũng chính là kẻ hại chết đứa con còn chưa kịp chào đời của chúng tôi. Gan của Đường Âm đã bị cắt một lượng lớn. Sau đó cô ấy lại bị hạ độc. Đều là tại tôi. Đường Âm. Anh thực sự biết mình đã sai. Anh thực sự biết mình đã sai. Thẩm Tổng, với tình hình hiện tại của anh, cần phải tiến hành hóa trị kịp thời. Thẩm Tổng, anh nhất định phải hóa trị mới có thể khỏi bệnh, các tế bào ung thư phổi trong anh đã lan rộng, nó sẽ tiến triển đến giai đoạn cuối. Ung thư giai đoạn cuối sao? Đau đớn lắm sao? Thẩm Tổng, có bệnh nào mà không đau? Chỉ cần anh tích cực điều trị bằng phương pháp hóa trị. Thì tình trạng sức khỏe của anh sẽ dần ổn định. Đường Âm đã từng trải qua nỗi đau kinh khủng đến như thế này sao? Xin hãy giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Thẩm Tổng, với tình hình hiện tại của anh thì không thể xuất viện được. Nếu anh cứ cố chấp như vậy thì mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng. Tôi không muốn tự cứu lấy chính mình. Thẩm Tổng.
Cậu. Cậu đừng uống rượu nữa. Cậu đi nghỉ một chút đi. Nhà họ Thẩm cần có cậu. Công ty đã phá sản. Căn nhà này, tôi cũng đã thế chấp cho ngân hàng. Thẩm gia giờ đây chỉ còn là một cái tên. Thẩm Tổng. Năm đó lão gia cũng lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Cậu nhất định cũng sẽ làm được. Cậu. Chào ôi. Cậu hãy vực dậy cứu lấy nhà họ Thẩm. Không cần thiết. Chẳng phải người hầu kẻ hạ đã bị đuổi hết rồi sao? Vâng. Hạ Tư Vân. Cô ta. Tại sao cô ta vẫn còn sống? Bố, bố sống thế nào rồi? Chú đừng đi theo tôi. Thẩm Nam Châu, để tôi nói cho anh nghe một bí mật nhé. Năm đó người cứu anh không phải tôi. Người đó chính là Đường Âm, người đã bị anh dồn vào đường cùng. Ha ha ha. Chú Minh. Cô ta đang lừa tôi thôi đúng không? Không thể nào. Tại sao hôm nay anh lại ngủ chưa lâu như vậy? Anh lại nằm mơ sao? Hôm nay trường mẫu giáo của Tiểu Nguyệt có các hoạt động giữa cha mẹ và con cái. Đừng ngủ nữa, chúng ta đi thôi, Đường Âm. Em vẫn còn sống sao? Tốt quá rồi, anh lại nói vớ nói vẩn gì vậy? Em vẫn còn sống sao? Không, tôi đã ngỏm củ tỏi rồi. Chính anh đã hại tôi ra nông nỗi này, sao anh dám mơ về tôi? Thẩm Tổng, cậu mau tỉnh lại đi. Đường Âm. Tại sao lại gọi tôi dậy? Khó khăn lắm tôi mới nằm mơ thấy Đường Âm. Thẩm Tổng. Tôi muốn gặp cô ấy. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ khi tôi xuống địa ngục. Đường Âm vẫn sẽ không tha thứ cho tôi. Tại sao cô ấy phải tha thứ cho tôi? Chú Minh. Dưới nhà có tiếng động gì vậy? Ngày mai ngân hàng sẽ tới thu nhà. Thế nên tôi xuống hầm lưu trữ. Dọn dẹp lại một chút. Tôi phát hiện người đưa thuốc cho Hạ Tư Vân. Chính là bác sĩ Lâm. Chú đừng quá lo lắng. Chúng ta tới núi Tây Sơn thôi. Đường Âm. Anh lại tới làm phiền em rồi. Có phải em đang nghĩ rằng anh thật phiền phức có đúng không? Em đi chầu Diêm Vương rồi mà anh vẫn làm phiền em. Em yên tâm. Không lâu nữa anh cũng sẽ không tới đây nữa. Bác sĩ nói anh bị ung thư giai đoạn cuối. Cho tới lúc này anh mới biết. Người mắc bệnh này dùng thuốc giảm đau cũng không có tác dụng. Anh biết anh sẽ đi theo mẹ con em sớm thôi. Nếu khi xưa em không gặp được anh, thì thật tốt biết bao. Em đừng lo. Anh sẽ không ngỏm củ tỏi tại địa bàn của em đâu. Anh đã nhờ chú Minh lo liệu hậu sự. Sẽ không có ai tới làm phiền em nữa. Đường Âm. Anh đi đây. Nếu có kiếp sau.
Mong đừng gặp lại nhau. Thiếu gia, nhà họ Thẩm đã mất đi tất cả, anh cũng đã có thể thay mẹ và Đường tiểu thư trả thù người nhà họ. Người mất thì cũng đã mất rồi, người sống thì phải nhìn về phía trước. Dừng xe. Phó tổng, tôi xin cậu. Hiện nhà họ Thẩm không còn một ai, con nhóc là người duy nhất có máu mủ với Thẩm gia còn sống, Tiểu Nguyệt. Cháu vẫn còn sống sao? Con nhóc chỉ là một đứa trẻ, nó không có tội tình gì cả. Tôi sẽ không làm gì con bé đâu. Chỉ là... nhìn cô bé giống Đường Âm quá. Thẩm tổng đã lấy tư cách của Đường tiểu thư, giúp những đứa trẻ khó khăn tại vùng núi Tây Sơn được tới trường. Mãi cho tới tận bây giờ tôi mới biết, vài tháng trước, người dân vùng núi Tây Sơn đã tìm thấy cô bé ở bên bờ sông. Tây Sơn. Tây Sơn cách nơi Tiểu Nguyệt rơi xuống từ vách núi, cũng vài km. Mẹ của Tiểu Nguyệt là người tốt. Thế nên phước phần của cô nhóc mới lớn như vậy. Chú biết mẹ của con sao? Chú là bạn của mẹ con. Chú và mẹ con quen biết nhau. Từ khi cả hai còn rất trẻ. Sao mẹ lại không cần Tiểu Nguyệt nữa vậy ạ? Không phải mẹ không cần Tiểu Nguyệt nữa. Bởi vì bảo vệ con. Mà mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Cô ấy là người mẹ tốt nhất trên thế giới này. Tôi muốn đưa Tiểu Nguyệt đi. Nhà họ Thẩm đã tán gia bại sản. Sức khỏe của chú cũng không còn như xưa. Những gì mà nhà họ Thẩm đã từng làm, tôi cũng có thể làm. Cậu hãy chăm sóc tiểu thư thật tốt nhé. Mẹ ơi, đã một tháng rồi. Tại sao em gái vẫn chưa tỉnh thế à? Con cứ chờ đi, bác sĩ đã nói rồi. Chỉ 2 ngày nữa thôi.